ក្រុមនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមត្តទូទាំងជួនដែរនិយមតាមដានទស្សនានៅកម្ពុជាផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីទីកន្លងចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពដែលកម្ពុជារបស់យើងតែងតែពំនាំនៅប្រធានបទសំខាន់ៗដែលតាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសាធារណការនៅក្នុងទឹកដីនៃរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលឡែកន
đang theo dõi cam bình chương chấm đối tờ tử. Ní chia sẻ cam mập hiếp ca rạch hán cùng ruộng đại lưu thơm ấy nâng phơi bê tông rồi bỏ xà la rì tình yêu phần bình. Môn tí xa thê ra nạc cá nâng đất chính chú nửa rì tình yêu phần bình. Đại lạc nụ bột cùng ruộng đòi xa khí rì chạy xí nơi lơ cầm nạch phơi ông ta mình chạp bì một bột ông ta mình một tôl phơi bê tông chá thất khăn ông sẽ cắt trong trái tì mũi khăn bố sáng chì. Lưu đại bàn đạt nơi bên ní cư tam phong một tí xa thị ra nạc cá nâng đất chính chốn để rì tình yêu phần bình miên bảo vệ mùi bốn phạm bì rồi mà phay phạm bì mát bông rì phơi bê tông bảo bốn mát mấy đạ lũ mù tùm hôm bảo bây mát xong kháng bảo vệ xa rốc bây bốn bốn rồi hà xa bốn mát nâng thơ ca chạm bê tông thơ mấy chẳng đáy đọc bì lý nâng mà phay phạm lý bảo cọp đòi cút nập hiệp. Đã lưu mùi tùm hôm bà bây mẹt xong kháng bà bây xa rốc bây bốn buôn rồi hà xa bốn mẹt nâng ca xa thập nạp lợi lần vinh ní cư tam ca xâm nông bố bì bà chìa bồ rọt xong kháng nâng mà giang tiết nông cổ bầm nông đang bây xâm rúa đo ca thua đầm ná tư mốt rồi bóc mông bà chìa bồ rọt tù tử chlông cạch bằng đòi phá lợi ấn tàm mình bòm tiên đồng bòn bọt ấn tàm mình đồng bòn cửa xuống một nghĩa xa thị rả đát đồng bòn cư chưa biết ca lịch phá lỡ cầm nạch phá lỡ ní nơi rồi đầu bỏ xá bòm tiền tốp chốt tư vị thầy chồng cháu sẽ thay ní bòm lũ bàm cùng rốn phá lỡ bê tông bà bút mát nâng bà bòn lưu xong kháng tật hồ thầm mây ní rồi bỏ xa la rì thân ní phá lỡ nơi cầm nạch phá lỡ ông tầm mình xong cách chồng cháu tì mũi cô bàn chụp ca lập bạ chì tràn phong đáy trời thơ ca đọc xa chìa bàn tùa bàn tốt miết đôi chìa cho ra chỗ một mì nhất miết bằng đành bằng bông tật tội thống bằng đành phương sai cạp ọc tích nâng bằng côn phương chỉ đàm cùng rốn nơi cầm nạch phương ông ta mình bảo vệ mùi bốn bạm bì rồi mà phải bạm bì mát cư xa la đi tình yêu phương bình môn tí xa thị ra nạc cá nâng đất chính chún đi tình yêu phương bình bàn xa ca chìa mùi cầm hốn đai chìa xa khía đi chìa xấy miễn bật bị sáu nông ca nghiệp lợi thân nọ chỉ tránh còn lòng mốc nông ri thân ít nông bình cùng rốn ca là thân ít cư miễn ca trụt bị nất chốt chia bà chấm bì môn tì xa thị ra nạc cá nâng đất chính chún ri thân ít nông bình xa la khăn đồn bình xa la khăn bố sàn chơi xa la ri thân ít nông bình đang bây thơ dân ná ôi miễn ca ăn bốt ca nghĩa ôi bàn trầm trấu ta bà tẹ thân bà chạy kể tế thiên nhiên bát nơi côn đập hiếp nâng ca bạp ra bát dư ông vầy. Ba chữ bốn ca là thán ban xâm rạch ca nghĩa học xâm rạm phía rồi hỏi. Xong khâm thá, khói bì cầm rôn ca là thán đã lưu tiếng bì xài thầm ấy, nơi lơ cầm nạch plâu ông ta mình. Chắp bì một vọt ông ta mình, một tôl plâu bê tông chác ban bàn chọc tiếng rong nú. Sa thán đập hiếp, nơi ca thua cho ra cho tầng mốt nơi đồng bọn ní. Nâng ca lệch tắc lơ plâu nơi rồi đầu vào xá, nâng trời ban đọc rái, chạy chía, mình khàn. ទស្សនិកជនជាទីគោរពអំបញ្ញនៃរោងអ្នកបានទស្សនាឬមកហើយនៅប្រទេសតំបន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានបង្ហាញជូនដោយគណៈបេតិកជាខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅប្រការធ្វើលុបបំបត្តិប្រចាំសប្តាហ៍បន្តទៅនេះសូមទទួលតាមដានទស្សនាដោយតទៅ។ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីទីកន្លងចរាចរណ៍មានសវត្ថិភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទកសោមថ្មគុណដល់អាដាមគូស្រីដែលជាអភិបាលនៃអភិបាលរាជលីភំពេញនិងមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅសាលារាជលីភំពេញដែលបានជួយបឋមគាំទ្រដល់កម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំបាទកសោមថ្មគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានទស្សនាកម្មវិធីខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយពីកម្មវិធីសមគុណសូមគោរពលា